Hello, mình đã quay trở lại đây. Vừa mới hết rank ở bên CS Mobile China thì bây giờ mình sẽ chuyển sang CFL Việt Nam. Giờ này là cũng đụng độ clan God luôn. Đi nguyên cả một team clan hay sao ấy. Trời ơi, bắn tanh thì cái màn hình nó giết thì không bắn được. Bắn đầu súng, nó chĩa súng nó bay đi đâu ấy. Rồi, ngọn gió nào hôm nay đã đưa mình quay trở lại phần slip luôn. Cố gắng cầm slip xem có cân nổi không. Đây này, nó trốn ở đây này, không ra mà bắn đi, không đeo tai nghe à. Trời đất ơi, đồng đội là đồng đội. Vé đi, thì không ngào ở đây. Hẻm B có mỗi một thằng có đẩy thôi. Rồi, thôi xong. 1.3, cái quả này thì vỡ mồm rồi. Quả này đã ăn cám rồi, tôi biết ngay mà. Tí món đi chơi cái gì, trời. Úi dồi, tưởng bom nổ. Quả này bom nổ nữa thì thôi. Thì lại bán thờ chứ sao. Thôi, quả này xác định chết rồi các bạn ạ. Chết rồi. Ke trượt đi trượt xuống thì bắn làm cái gì nữa. Quả này thì lại sấp MN rồi. Bên này không có ai slip đấy. Cái lúc mà mình ke thì không ra cơ. Cái trốn đấy làm cái gì khổ quá. Trốn chỗ khóc khác thì không trốn. Đấy nó bắn chết cho vỡ mồm chưa. Đồ lúc đầu rồi. À bên trái. Đấy là cái chân này bên trái này góc. Vâng, các bạn biết gì chưa? Thì bây giờ đã thành 1-5. Vâng, lịch sử với gọi không biết là có làm bên lịch sử không đây. Hay là lại lên bàn thờ sớm. Tụt chết rồi, vừa mới ra đã gặp địch. Chết này, định cầm díu lên chém anh à. Không dễ vậy đâu cưng. Không chơi được rồi. Úi giời, đục tường. Thôi, mình chạy. Chạy là thượng sách. Rồi, bom đã được đặt ở A. Vâng, 1.3 với 28 máu. AH baby sẽ làm được cái gì? Chết đi này, không chết à? Chết đi này, giết bằng được mày. Gì ở tao hơi nhiều đấy, chết chăm mày đi. Thua cạn rồi. Thôi, bắn tanh cho nó lành. Bắn tanh con lại thua, vỡ mồm. Rồi, hẻm ma là cái sở trường của anh nhà em lại chiếm làm cái gì? Đúng mấy thủ. Ý, có tính chân này. Nó chả thấy thằng nào. Mấy nó ở mít là mình ấy, ở mít nó là mình đây. Bong khói nó mù tá mù tịt. Ý, nó bắt đầu vào mít là mình đấy. Mà ở A nhiều lắm rồi em ơi. Ở A đồng đội anh canh nhiều lắm. Rồi, hết chưa? Bom rơi này hết chưa? Ui trời đất ơi, trời hết rồi. Nhảy xuống như một thằng điên. Và chết như một thằng đần. Rồi, hay lắm, đồng đội bắn hay lắm. Bắn như thế này, không được gì phải sợ cả. Cứ đủ chắc vào. Bên mình bên thủ mà. Người ta quan trọng ở cái thắng thua. Không được gì mà phải chiến thuật cả. Anh em cố mà bắn đi. Để ma cho chậm nó. Vâng, đường lên cao quá em ơi. Rồi, con này đánh B. Rồi, thôi. B. Anh em đâu, nắp motor vào B. Nắp motor vào deep và chạy về B đi. Đi. Ôi. Ôi,
Ôi ôi, cạn lời. Thôi cạn lời. Rồi lại cạn lời tiếp. Còn không, đặt bom xong ra phần hồi sinh nhà mình canh. Bởi vì bên địch có nhiều người mà. Trong B là canh nhiều lắm rồi thì canh ở xa, đón địch chạy qua là chỉ có bắn thôi, rất là dễ dàng. Trời ơi, nó đánh B. Úi, nhìn bom vô, úi trời ơi. Chết này, lên đi. Mùa, không biết là cái tâm, cái mũi tên của anh nó hiện ra màu đỏ là anh thả phát là bay luôn à. Về về đi cưng ơi. Nhìn đây này, nhìn đây, nhìn đâu không nhìn. Bom dây B. Tôi chết rồi, nó chạy vào. Tôi chết biết ngay mà, nghe tiếng trầm phát là biết ngay, chạy vào hẻm mà. Buồn thế, bom B nhá. Chú 52 rồi. Đúng kiểu bác này ăn hành ngập mồm. Rồi AN94 VIP. Còn này bắn xa thì tâm nó nở như cái đồng bàn ấy. Đúng rồi, hay lắm. Chết chưa? Nhìn thấy đồng đội anh đục tường chưa? Đấy, bắn phải như thế. Mã siêu à? Một... là tên của một trong 108 thì anh hình ra. Rồi, hãy thủ B tiếp. Ôi rồi, cái gì kia? Dùng rắn lên mây à? Ôi, mình đi đâu mà ba ông kia ông chạy theo B. Trời đất ơi, chán đời, nó đánh A rồi, về A đi. Cạn lời. Phải nhìn đồng đội đi mà, phải di chuyển xem mình phải biết vị trí nào mà bắn chứ. Có người ở B rồi thì chạy về A mà canh. Đấy, biết này. Đấy, biết chưa này. Đấy, mày ra đây. Mày ra đây. Ra đây. Trời ơi, hiếu thắng à. Hơi nhầm rồi nha. Ý, một thằng bên phải. Ra đây. Còn tí máu. Gấp bom lên, gửi cho này. Đây, nó đây. Nó đây này. Mấy tao mà gấp bom luôn thì tao cũng gỡ được rồi đấy. Nó không chạy kịp mà. Thôi mình cứ chắc chắn là mình ra mình bắn cho nó nhanh. A hi hi đồ ngốc. Ok, tiếp theo nào. Thì cuối tuần này là team mình là team A hi hi đấy. Team chính ấy sẽ đấu giải. Sẽ đấu giải ở nhà thi đấu Nguyễn Du trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Các bạn nhớ xem livestream với cả cổ vũ cho team mình là team A hi nhá. Rồi, đánh B rồi. Vâng. Lúc đi B thì chẳng thấy đâu. À, lên đây. Cạn lời. Oh my god. Múc nhà mới đau chứ. Chán nhở. Rồi, hay lắm. Cố lên. Hay. Cố lên em ơi, đừng trốn chỗ này. Đứng chỗ này khác gì chết đâu. Đứng chỗ không di chuyển được như thế thì làm sao mà thể thắng được. Chết hơi nhiều rồi đấy, chết cực kỳ nhiều rồi đấy. 34 này, liệu có thắng được không đây? Thì bạn chỉ cần một ván nữa thôi, một round đấu nữa thôi là các bạn ấy sẽ giành cúp vô địch. Thì mình phải cần 2 hiệp nữa, chết đi nha. Một quả cover thành công. Nào, nó bắt ra đây nào. Có anh chị em nào nó bắt ra đây không nào? Rồi, team bạn full AOE sao ấy.
mình muốn bắn AoE quá nhưng mà không có. Vita Game không ác AoE cho mình. Có mỗi cái con God này thôi. Nhưng lúc bắn God mãi chán lắm, mình thì quen bắn AoE rồi. Mặc dù nó không giảm choáng nhưng mà mình bắn quen rồi. Rất thích bắn AoE. Ở đâu? Hit A1. Và là nhiều lúc đọc comment, nhiều lúc đọc chat của đồng đội mình buồn cười bắn không chịu được ấy. Buồn cười không chịu được, bắn không được. Như thế nó mới đúng. B, A, vâng. Nó tóm lại nó ở đâu? B hay A? Nó ra A rồi. Giết đồng đội ở B trong chạy ra. Nghe cũng có lý thôi, về A đi vậy. Thôi nghe đồng đội. Đi chậm đã. Ý, bom ngay, bom ai bom B. Bom ai bom mạng, nghe thấy chân rồi. Nghe thấy tiếng chân rồi. Bom khói ở nút trong này chứ nút ở đâu. Chết chưa, chết cha mày đi. Bốn đều rồi. Xong ván này nó sẽ đi vào hiệp quyết định thôi. Rồi, cố lên anh em ơi. Cố lên nào. Quyết chiến cho tổ quốc quyết sinh. Dù chết chứ không chịu hy sinh. Anh em hiểu chưa? Dù chết chứ không chịu hy sinh. Hay lắm. Xong lên bắn luôn. Mình nghe thấy tiếng ấy. Đó là ở cao nhà nó đấy. Vẫn là ván nhà nó. Ván cuối mà. Ván quyết định mà. Ván không cẩn thận nào thua. Cả một team đi với nhau. Mix với Noah cover nhau để đùa mà thua nữa thì chả lắm đấy. Nó chỉ một ván đấu bình thường thôi. Nhưng mà thua thì nó sẽ buồn. Đấy. Nhân 3 ở đâu? Ở B à? Ok. Từ từ. Ấy, bên trái này. Mình có tí máu nó không thể hổ báo được. Xem ngoài đi cống không. Tiếng chân rất là gần ở đây. Ngay đằng sau thôi. Ngay ở mid B thôi. Ý chạy vào hẹp rồi đấy. Vào B đi. Làm thân tiên cố. Nhanh, đang bắn nhau đây, đang bắn nhau. Rồi, mặc 1-1. Nó vẫn trong bề đấy, vẫn trong bề. Con nợ này nút thùng rồi. Nhìn nút thùng trong này đấy. Đấy, biết ngay mà. Này, chết cha mày đi, hay lắm. Ha. Ok, thắng rồi. Rồi ôi, một quả nật kèo Summoner. Ui giời ơi. Ôi, mình đi ngủ thôi. Được ván đấu này chắc là cũng nật kèo, chắc là cũng hay rồi. Ok, thế nhở. Bye bye, see you game mọi người.